Rồi, hello chào anh em nha. Thì hôm nay mình chia sẻ anh em về một cái phương pháp làm phong số. Thì nhiều anh em hỏi mình là cách làm phong số đá banh. Thì hôm nay mình chia sẻ anh em về cách làm phong số đá banh nhé. Thì đầu tiên thì anh em đỡ làm phong số thì anh em phải có chuẩn bị cho mình những cái phong số anh em yêu thích nhất. Thì ở đây là mình sẽ có một số phong số mình yêu thích đây. Bây giờ mình sẽ làm một cái phong số nào đó bất kỳ để anh em theo dõi nha. Thì bây giờ mình làm cái phong này đây ha. Phong này, ok. Rồi bây giờ mình làm cái phong này, rồi mình đã có phong. Tiếp theo là các bạn phải có một cái phần mềm đó là phong lab, anh em đào trên mạng nha, anh em gõ phong lab này đó. Rồi bây giờ mình mở cái phần mềm này lên. Phần mềm này nó có nhiều phần mềm, phong lab 5, phong lab 6, phong lab 7. Mình đang xài phong lab 7 nha anh em. Rồi anh em nào mà học mình thì mình sẽ direct luôn cái file phong cái phần mềm này cho anh em. Còn anh em nào mà không có phải học viên của mình đó thì anh em có thể là download free trên mạng cũng có. Thì nói chung là cái phiên bản nó sẽ dùng thử. Nếu anh em nào biết cài những cái phiên bản correct thì anh em cài càng tốt. Rồi ok. Rồi bây giờ mình đã có sẵn cái phần mềm rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái phong. Thì đầu tiên mình sẽ mở cái phong ra, làm một file ở bên phong. Mình chọn một cái phong bất kỳ nha anh em. Mình sẽ chọn cái phong bất kỳ đây. Rồi mình cho chạy. Chờ xíu. Rồi khi mà mình đã chạy xong rồi, bây giờ mình sẽ công việc tiếp theo là mình sẽ thay thay thế những cái số của cái phong này hay là cái chữ. Rồi bây giờ mình sẽ làm thay số cho anh em theo dõi nha. Bây giờ mình sẽ đi từng con số như thế này. Như mình đi từ con số 0, anh em nhấn đất vào. Rồi bây giờ anh em sẽ xóa số 0 này đi. Rồi anh em sẽ lấy con số bên này qua là A qua. Rồi mình sẽ copy ra một cái để cho nó dễ hình dung. Rồi mình sẽ lấy bộ phận này làm màu đen hết đấy nha anh em. Rồi ok. Rồi ấy ra mình ngồi nặng quá. 2021 2022. Thằng con. Rồi, ok. Rồi mình sẽ lấy từng con số ra nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ đi số 0. Rồi. Ủa, còn bị lỗi nè. Hôm nay rất là dễ bị lỗi nha. Hôm nay anh em làm việc là dễ bị lỗi lắm. Rồi bây giờ mình sẽ kéo cái phong nó qua nha anh em. Ok. Rồi mình kéo qua. Kéo bỏ qua. Rồi. Rồi sau đó tiếp tục mình sẽ quay lại. Số 0 là xong. Mình tới số 1. Cũng làm tương tự luôn, rất là đơn giản thôi, anh em kéo thả thôi, không có gì khó nha. Khi anh em học mình thì tất cả mọi thứ đều rất là đơn giản. Rồi ok, tiếp theo là con số số 2. Cứ như vậy là anh em làm tương tự các số khác nha. Đó, mình sẽ làm nhanh nha anh em. Rồi. Rồi cứ như vậy anh em kéo thả cho nên khi hết thôi. Tiêu trời.
Nhớ tiền liệu mấy ta chị bố bỏ vào rồi anh em tiếp tục kéo vào nha, cứ như vậy anh em đến khi kéo tới hết con số thôi nha. Rồi khâu này mình sẽ làm nhanh cho anh em nha. Rồi như vậy là cái phần số là đã xong rồi nha anh em. Rồi ok, bây giờ là phần số là mình đã xử lý xong, còn cái phần chữ á, còn anh em nào muốn làm phần chữ á thì anh em theo dõi cái video sau của mình. Thì cái nói chung là phần chữ thì không quan trọng đâu, chữ thì anh em chỉ cần gõ những cái phông tiếng Việt là được rồi, còn cái phần chữ là phần nâng cao thì mình sẽ chia sẻ anh em vào cái video sau. Thì cái này là mình sẽ chia sẻ anh em vào làm phần số thôi. Như vậy là phần số như vậy là ok rồi anh em, cái việc lái và sử dụng. Rồi tiếp theo cái công đoạn làm số này xong là cái công đoạn tiếp theo là anh em sẽ đặt tên cho cái phong và canh chỉnh cái phong. Bây giờ mình sẽ đi vào phần canh, mình sẽ canh canh phong nha anh em, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 rồi 9 ok. Rồi thì những khoảng cách phong này mình thường là cho sẽ là 50. Ở mình sẽ mẹ phong này gửi được 50. Rồi bây giờ là mình tới công đoạn là canh này nha anh em. Thì thường là mình sẽ canh nó là khoảng 50. Kích thước của nó thường mình sẽ đỡ 50 hoặc 40 nha anh em. Anh em nào đỡ sao cũng được hết, thấy phù hợp là được. Đây à. Rồi, mình sẽ đi nhanh từng con số nha.
Rồi, ok. Rồi, như vậy là cái phần canh là mình đã xong rồi nha anh em. Rồi, bây giờ cái phần canh xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tới cái khâu là đặt tên. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái khâu đặt tên nha anh em. Rồi, anh em vào ra cho mình. Đây, phần name. Thì anh em sẽ đặt cái tên nó là gì đó. Dorabar. Dorabar. Đây. Mình xem lại nha. 2021 rồi, 2022. Điều 3 2021 22. Ok. Được chưa? Tiếp theo là mình sẽ đi tới cái công đoạn khác cần ai vô kìa. À, đủ về. Adobe đúng không? Không có web mình khỏi đỡ cũng được, nếu mà anh em thích đỡ web thì đỡ website vào. Dù đáp anh .com.vn đô la ba rồi dưới đây thì anh em mô tả thôi, thiết kế gì đó ghi đại vào, ghi không dấu nha. Tony Song bay đô la ba đó Việt Nam. Rồi liên hệ 0374263116. Rồi ok, rồi xuống dưới đây cho đi. Thì viết sai lại luôn. Rồi thiết kế bởi sơ rồi anh em thay hấp mấy to lại cho mình nha. Rồi như vậy là anh em sẽ dễ dàng có được một cái phông số thôi. Rồi như vậy là ổn rồi nha anh em. Xem lại nha. Rồi ok. Bạn ấm apply nha. Apply. Sau đó các bạn ấm ok. Như vậy là hoàn thành nha anh em. Ok. Rồi, này phần mềm này hơi nặng á. Rồi ok, như vậy là xong rồi, anh em sẽ xuất ra bấm Ctrl E. Anh em bấm Ctrl E là xuất ra. Ok. Đi copy luôn. Đặt tên đây là chọn thư mục các em đi đó. Rồi ok,
Rồi như vậy là xong nha đây. Mình đang xuất ra đó. Rồi mình sẽ xuất ra cái phân số này là anh em theo dõi nha. Video này hơi dài hả? Rồi chờ thôi. Rồi ok anh em nha. Thì như vậy là đã có một cái phong rồi. Bây giờ mình ra mình xem cái phong nó như thế nào nhỉ. Ok, đồ đà ba 2022 là nó sẽ tự nhận cái tên luôn nha. Mình mở cái phong lên mình xem nó như thế nào. Rồi ok. Như vậy là nó là có cái phong này anh em. Này, tên phong đồ đà ba 2021 2022 này. Đồ đà ba 2021 2022. Ok chưa? Rồi. Để lại rồi. Đu là 3 2021 và 2022. Rồi, tạo insert vào. Đó. Thì như vậy là mình đã có cái phong rồi đó anh em. Ok. Ok, chúc mừng anh em nha. Hẹn gặp anh em trong các video tiếp theo. Anh em xem video mình nhớ like ủng hộ và share comment nhé.